Hôm nay thì ông ra chuyển khai cái business start từ ngày 28 mà hôm qua sinh nhật Flan nên Flan lười quá đi chơi cả đêm. Giờ về thì Flan sẽ làm cái hướng dẫn đơn giản và những cái thao tác, những cái mẹo để có thể thực hiện cái business start này một cách tạo cái ví relationship mà cần phải ba ví khác nhau. Mà Flan sẽ thay vì dùng một trình duyệt thì ví gấp lơ đó, đôi khi nó sẽ bị nhận lỗi. Thay vì đó Flan sẽ dùng một cách đơn giản nhất là dùng ba trình duyệt khác nhau. Ở đây Flan sẽ dùng ba cái trình duyệt là Cốc, Chrome và Edge. Ở đây thì trên mỗi trình duyệt thì Flan sẽ tạo ba ví coupler khác nhau và forecast đầy đủ. Hiện tại bên ví Edge này thì Flan chưa forecast với Ethmos. Thì đây Flan hướng dẫn luôn việc cách forecast như thế nào cho nó đơn giản. Thì vào Ethmos copy cái địa chỉ ví này vào Discord của Aura và mục Ethmos forecast, cú pháp là I love Aura Ethmos. Đây ok đây. Rồi về tiếp theo để forecast tiếp bên Atom. Atom là Theta Testnet. Đây thì mọi người vào đây và kết nối vào trong Discord của Cosmos. Quẹt mình này. Đây Discord Cosmos và một Testnet forecast thì cú pháp là request địa chỉ Theta. Ok, cái này Flan đã forecast vào tối khuya hôm qua. Ok, Flan sẽ gửi từ một cái ví khác qua. Đây, cái này Flan còn testnet token. Gửi vào này một là đủ rồi. Ok. Rồi bây giờ thì Flan sẽ triển khai bắt đầu thực hiện testnet. Đầu tiên Flan sẽ thực hiện ở trên cái con Euphoria trước nhé. Thì để thực hiện như Euphoria thì ba ví Flan sẽ chuyển về Euphoria testnet hết và Flan sẽ đặt tên ví khác nhau. Rồi tiếp theo là Flan sẽ tạo một cái test mới, test test create a new test with what. Thì đầu tiên là Flan sẽ testnet trên cái Euphoria. Euphoria thì ba ví Flan đều có testnet token đây. Continue. Đây Flan, bởi vì Flan có tạo một cái harmony kia rồi. Đó nên đặt là harmony symbol. Owner thì vẫn là Flan sẽ đặt cái ví ngay tại Chrome là ví main. Ví thì tham gia thực hiện mọi test của Aura để sau này nhận điểm loyalty. Biết đâu bất ngờ có cái giao tiếp gì của Aura sau này thay dành cho điểm loyalty thì sao? Thì địa chỉ ví thứ hai thì Flan sẽ nhận là Chrome. Thì đây Flan sẽ qua Chrome, connect, copy bay vào đây. Địa chỉ thứ ba là Flan sẽ đọc là S. Đây, để S connect. Ok. Vào đây. Và chọn là quy quyết định thực hiện. Chỗ này sẽ có ba nữa đó, quy quyết định sẽ là gồm 2 trên 3 cái quy quyết định là tree birth, tree result step, continue. Great. Continue. Bây giờ thì tạo xong một cái ví step này nó sẽ cần nằm ở một bending. Đây. Của cái mục bending là ví sếp vừa tạo xong harmony sample thì phải vào từng ví bên này mình accept nó đây và từng ví sang một cái này có bending này, bending là create này đây create by là thể hiện tiêu bending cái này harmony sample chúng ta các lời sẽ cái ví mình làm cái bending là ta mấy phần bộ quyết bài bending quyết bài này chụp có cái này thôi làm con nghĩ phần bộ quyết tiêu man cũng vậy thôi em from đây để mình phân biệt điền claim cho nó dễ đây s đây là cái ví sếp nó vào bên S mình cũng tương tự như vậy. Đây, tìm cái ví nào đang có bending. Em bending một cái này. Đặt tên là Harmony. Bộ sau này dùng cho nó đỡ nhầm giữa cái ví sếp với nhau. Này. Rồi. Rồi.
Cái vấn đề ở đây nhỉ? Cái này lại nha, vấn đề tôi không biết xác là nó bị gì đấy. Chắc cần đây là ví này đã được hoàn thành, bởi vì lại là bên cái S này nó sẽ bị nhận nhầm hai ví coupler với nhau ấy. Đó, okay. Thì hiện tại là đây, trong này Flan đã tạo một cái ví multisig. Ok, Flan sẽ gửi token vào trong đây. Đây. Và đây là sẽ quản lý được cái Harmony symbol này. Nghĩa là không token, nó sẽ nhận token, có quy định với ok, ta lưu đi. Nhớ là gửi cùng địa chỉ mạng nhé. Còn có một à, nghèo thế. Ok, đợi thì nó gửi tới. Đây, thì hiện tại đã một cái Kepler rồi đúng không? Thì Flan sẽ thực hiện cái thao tác đầu tiên là gửi token. Thay vì gửi token thì Flan gửi vào cái ví của mình luôn đi, cho nó tiết kiệm. Đây, receive. Flan sẽ gửi ở đây 0.2. Reveal. Submit. Đây, là cái ví đầu tiên Flan submit. Thì Flan sẽ cần tham gia vào cái qua cái ví thứ hai. Thì bên cái Flan quản lý đây. Ví thứ hai, ví thứ ba, này xem đồ, đây, đang ở đây là một transition perform, next, prove, execute, đây là cái transition nó thực hiện xong thành công, ok. Tiếp theo Flan sẽ chuyển qua thực hiện testnet trên cái nền tảng thứ hai là Theta testnet. Approve. Đây, thay vì chúng ta chỉ việc chuyển qua đây thì ở trên này nó sẽ có một cái switch to Theta testnet, bấm vào thì tự động Kepler nó sẽ chuyển chúng ta qua một cái nền tảng Theta testnet và cái địa chỉ ví nó sẽ nằm ở đây. Thì cả ba cái thì Flan sẽ đều chuyển hết qua Theta testnet. Đây, nó chuyển qua Cosmos bên này, cũng vậy, Theta testnet. Đây, tương tự như bên này Flan chưa có biết Theta đâu, nó accept inside approve. Đó. Đây, nó sẽ có Theta testnet. Bước tiếp đầu tiên của bên Theta testnet là Flan sẽ tạo một cái ví multi sig nữa, accept correct, sẽ chọn là Theta testnet. Nhập đây là harmony symbol vẫn như hồi nãy thôi. Continue. Now the wallet. Đây vẫn là prompt.